Bài tập kế tiếp, chúng ta lại cùng làm việc với hai băng giấy. Băng giấy thứ nhất, biểu diễn phân số 1 phần 2. Băng giấy thứ hai, biểu diễn phân số 2 phần 3. Hai phân số này, mẫu lại không giống nhau nữa. Như vậy, các em hãy dùng bút chia đều băng giấy để cả hai phân số, hai băng giấy biểu diễn phân số có mẫu giống nhau. Chúng mình kiểm tra kết quả nào. Băng giấy thứ nhất chia thành 6 phần bằng nhau. Băng giấy thứ hai chia thành 6 phần bằng nhau. Như vậy, phân số ban đầu 1 phần 2 bằng với phân số 3 phần 6. Như vậy, phân số 1 phần 2, mẫu số là 2, ta phải nhân mấy để được 6? Ta phải nhân 3. Mẫu số nhân 3 thì tử số nhân 3. 1 nhân 3 là 3. 1 phần 2, phân số 1 phần 2, nhân cả tử số và mẫu số cho 3, ta được phân số 3 phần 6. Phân số ban đầu 2 phần 3, phân số lúc sau là 4 phần 6. Như vậy, từ phân số 2 phần 3, mẫu số là 3, ta phải nhân mấy để ra 6? 3 nhân 2 ra 6. Mẫu nhân 2 thì tử số nhân 2. Như vậy, phân số 2 phần 3, ta nhân cả tử số và mẫu số cho 2, được phân số 4 phần 6. Và đây cũng chính là một bước chúng ta trình bày bài quy đồng mẫu số đó các em. Bây giờ chúng ta hãy cùng trình bày lại bài quy đồng mẫu số hai phân số 1 phần 2 và 2 phần 3. 1. Chúng ta hãy nhớ lại lúc nãy hai phân số 1 phần 2 và 2 phần 3, mẫu số chung là mấy vậy các em? Mẫu số chung là 6. Chúng ta đã hoàn thành bước 1. Chọn mẫu số chung là 6 vì 2 và 3 không cùng chia được cho số tự nhiên nào khác 0, khác 1. Nên ta chọn mẫu số chung bằng cách lấy 3 nhân 2 ra 6. Bước thứ 2, thực hiện quy đồng phân số 1 phần 2. Mục tiêu, ta cần phải chuyển mẫu 2 thành mẫu 6. Phân số 1 phần 2, mẫu số là 2. 2 nhân mấy bằng 6? 2 nhân 3 bằng 6. Mẫu số nhân 3 thì tử số ta nhân 3. 1 nhân 3 là 3. Phân số 1 phần 2, nhân cả tử số và mẫu số cho 3, được phân số mới là 3 phần 6. Phân số 2 phần 3, mục tiêu chuyển thành mẫu số là 6. Phân số 2 phần 3 có mẫu số là 3. 3 nhân mấy ra 6? 3 nhân 2 ra 6. Mẫu nhân 2, tử nhân 2. 2 nhân 2 là 4. Phân số 2 phần 3, nhân cả tử số và mẫu số cho 2, được phân số, được kết quả là 4 phần 6. Đây là hai bước quan trọng trong quá trình trình bày bài toán quy đồng mẫu số hai phân số. Bài tập trên đã giới thiệu cho chúng ta một cái dạng mới, đó là dạng 3, quy đồng mẫu số các phân số dạng 3, mẫu số lớn hơn không chia hết cho mẫu số bé hơn. Cả hai mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên A, khác 0, khác 1. Mẫu số lớn hơn
không chia hết cho mẫu số bé hơn. Cả hai mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên A, khác 0, khác 1. Ta chọn mẫu số chung bằng cách lấy mẫu số lớn hơn nhân mẫu số bé hơn. Đó là nội dung cần ghi nhớ trong phần quy đồng phân số. Như vậy, để quy đồng mẫu số các phân số, chúng ta có 3 dạng đó các em. Và để kiểm tra việc các em hiểu kiến thức đến đâu, thì chúng ta hãy bắt đầu vào nội dung kế tiếp, quy đồng mẫu số hai phân số. Đây là bài tập số 2, trang số 6, sách giáo khoa toán 5 đó các em. Quy đồng mẫu số hai phân số 2/3 và 5/8. Bước đầu tiên, tìm mẫu số chung. Như vậy, mẫu số chung là bao nhiêu vậy các em? Chúng ta nhận xét nào. 3 và 8. 3 và 8. Không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào, khác 0, khác 1. Nên ta chọn mẫu số chung bằng cách lấy 3 nhân 8 là 24. Mẫu số chung là 24 vì 8 và 3 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào, khác 0, khác 1. Chọn mẫu số chung là lấy 8 nhân 3 ra 24. Bước thứ 2, thực hiện quy đồng phân số 2/3. Mục tiêu luôn chuyển mẫu 3 hướng là chuyển mẫu 3 thành mẫu số là 24. Phân số 2/3, mẫu số là 3. Ta phải nhân mấy để được 24? 3 nhân 8. Mẫu nhân 8, tử số cũng phải nhân 8. 2 nhân 8 ra 16. Phân số 2/3, nhân cả tử số và mẫu số cho 8, ta được phân số mới là 16/24. Phân số 5/8, mẫu số là 8. Mục tiêu hướng về mẫu số chung là 24. Phân số 5/8, mẫu số là 8. Như vậy, 8 nhân mấy để được 24? 8 nhân 3, mẫu nhân 3, tử số cũng phải nhân 3. 5 nhân 3 bằng 15. Phân số 5/8, nhân cả tử số và mẫu số cho 3, ta được phân số mới 15/24. Đây là hai bước quy đồng mà chúng ta cần phải nhớ đó các em. Tiếp theo, quy đồng mẫu số hai phân số 1/4 và 7/12. Mẫu số là 4, mẫu số là 12. Ta thấy 12 chia hết cho 4, nên chọn mẫu số chung là 12. Phân số 7/12 có mẫu số giống mẫu số chung nên ta giữ nguyên. Phân số 1/4 có mẫu số là 4. Mục tiêu ta hướng về mẫu số chung là 12. Phân số 1/4, mẫu số là 4. 4 nhân mấy bằng 12? 4 nhân 3 bằng 12. Vậy 1 nhân mấy bằng 4 nhân 3 bằng 12? Mẫu số nhân 3, tử số nhân 3. 1 nhân 3 là 3. Chúng mình hãy hoàn thành bài tập tiếp theo các em nhé. Quy đồng mẫu số 2 phân số 5/6 và 3/8. Mẫu số là 6, mẫu số là 8, cùng chia được cho 2. Như vậy, ta chọn mẫu số chung bằng cách
lấy 8 nhân 6 chia 2 được kết quả là 24. Phân số 5/6, mẫu số là 6. Mục tiêu hướng về mẫu số chung là 24. Như vậy, phân số 5/6, mẫu số là 6. 6 nhân mấy bằng 24? 6 nhân 4 bằng 24. Mẫu số nhân 4, tử số nhân 4. 5 nhân 4 bằng 20. Phân số 5/6, nhân cả tử số và mẫu số cho 4. Ta được phân số mới là 20/24. Tiếp đến, phân số 3/8, mẫu số là 8. Mục tiêu hướng đến mẫu số là 24. Phân số 3/8, mẫu số là 8. 8 nhân mấy bằng 24? 8 nhân 3 bằng 24. Mẫu số nhân 3, tử số nhân 3. 3 nhân 3 là 9. Phân số 3/8, nhân cả tử số và mẫu số cho 3. Ta được phân số mới 9/24. Thầy vừa trình bày với các em hai nội dung của bài thứ 2 ôn tập về phân số đó các em.